Chào mừng các em đã đến với www.sửamay66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 6. Bài thực hành 1. Tính axit bazơ, phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly. Qua bài này chúng ta sẽ: thứ nhất, củng cố các kiến thức về axit bazơ và về điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly. Thứ hai, rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm trong ống nghiệm và với lượng nhỏ hóa chất. Một la mã, nội dung thí nghiệm và cách tiến hành. Thí nghiệm 1, tính axit bazơ. A. Đặt một mẩu giấy chỉ thị pH lên mặt kính đồng hồ, nhỏ lên mẩu giấy đó một giọt dung dịch HCl 0,10m. So sánh màu của mẩu giấy với mẫu chuẩn để biết giá trị pH. B. Làm tương tự như trên, nhưng thay dung dịch HCl lần lượt bằng từng dung dịch sau: CH3COOH 0,10m, NaOH 0,10m, NH3 0,10m. Giải thích. Thí nghiệm 2. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện ly. A. Cho khoảng 2ml dung dịch Na2CO3 đặc vào ống nghiệm đựng 2ml dung dịch CaCl2 đặc. Nhận xét hiện tượng xảy ra. B. Hòa tan kết tủa thu được ở thí nghiệm A bằng dung dịch axit chloric loãng. Nhận xét các hiện tượng xảy ra. C. Một ống nghiệm đựng khoảng 2ml dung dịch NaOH loãng, nhỏ vào đó vài giọt dung dịch phenolphthalein, nhận xét màu của dung dịch, nhỏ từ từ dung dịch HCl loãng vào ống nghiệm trên, vừa nhỏ vừa lắc cho đến khi mất màu, giải thích hiện tượng xảy ra. Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm trên dưới dạng phân tử và dạng ion rút gọn. Hai la mã, viết tường trình. Bài đọc thêm, độ điện ly và hằng số phân ly. Một la mã, độ điện ly. Để đánh giá mức độ phân ly ra ion của các chất điện ly trong dung dịch, người ta dùng khái niệm độ điện ly alpha. Độ điện ly alpha của chất điện ly là tỷ số giữa số phân tử phân ly ra ion N và tổng số phân tử hòa tan N0. Alpha bằng thương số N trên N0. Ví dụ, độ điện ly của CH3COOH trong dung dịch nồng độ 0,043 mol trên lít là 0,02 hay 2%, nghĩa là trong dung dịch này cứ 100 phân tử CH3COOH hòa tan có 2 phân tử phân ly ra ion, còn lại 98 phân tử không phân ly ra ion. Alpha bằng 2 trên 100 bằng 0,02. Như vậy, theo định nghĩa về độ điện ly thì chất điện ly mạnh có alpha bằng 1, chất điện ly yếu có 0, nhỏ hơn alpha, nhỏ hơn 1. Chất có alpha bằng 0 là chất không điện ly. Khi pha loãng dung dịch thì độ điện ly của các chất điện ly đều tăng. Ví dụ, ở 25 độ C, độ điện ly của CH3COOH trong dung dịch 0,1m là 1,32%. Trong dung dịch 0,010m là 4,11%. Hai la mã, hằng số phân ly. Sự phân ly của các chất điện ly yếu trong dung dịch là quá trình thuận nghịch. Khi nào tốc độ phân ly và tốc độ kết hợp các ion tạo lại phân tử bằng nhau, cân bằng của quá trình điện ly được thiết lập. Giống như mọi cân bằng hóa học khác, cân bằng điện ly cũng có hằng số cân bằng. Ví dụ, CH3COOH là axit yếu, trong dung dịch có cân bằng sau: CH3COOH, mũi tên thuận nghịch, CH3COO trừ cộng H cộng. Ở trạng thái cân bằng, nồng độ CH3COOH và nồng độ các ion CH3COO trừ H cộng không biến đổi nên ta có thương số nồng độ CH3COO trừ nhân nồng độ H cộng trên nồng độ CH3COOH bằng Ka. Ở đây, nồng độ CH3COOH
nồng độ CH3 COO trừ và nồng độ H cộng là nồng độ mol của CH3 COOH, CH3 COO trừ và H cộng ở trạng thái cân bằng. Hằng số cân bằng K trong trường hợp này được gọi là hằng số phân ly axit Ka. Giá trị của hằng số Ka chỉ phụ thuộc vào bản chất axit và nhiệt độ. Giá trị Ka của axit càng nhỏ, lực axit của nó càng yếu. Ví dụ, ở 25 độ C, K axit của CH3COOH là 1,75 x 10 lũy thừa trừ 5 và của HClO là 5,0 x 10 lũy thừa trừ 8. Vậy, lực axit của HClO yếu hơn so với lực axit của CH3COOH, nghĩa là nếu hai axit này có cùng nồng độ mol và ở cùng nhiệt độ thì nồng độ mol của H cộng trong dung dịch HClO nhỏ hơn. Bazơ yếu cũng có hằng số phân ly bazơ KB. Giá trị của hằng số KB cũng chỉ phụ thuộc vào bản chất bazơ và nhiệt độ. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.